tác động nè, của cái nón này nó đâu đó khoảng 13,5 tới 14. Còn cái khoảng từ bên đây chạy dài qua tới bên đây á, nó tới 35,5. Cái nón rốc R11 Pro này khi đội vô mình để ý kỹ lại, mình thấy cái cảm giác là nó rất là thoáng, không có bị ngợp. Hai bên đây nè, cái góc nhìn, tầm nhìn nó rộng hơn những cái nón khác nhiều lắm. Ví dụ như Yuhi 978 hay là cái FF800 á, nó cũng vẫn bị ngợp, chứ nó không có được ok giống như cái này. Thì mình có đo lại về cái kích thước của cái kính á, mới thấy là nó rộng thoáng hơn. Chiều cao hoặc là chiều ngang nó đều vượt trội hơn hai cái mẫu khác. Thậm chí là những cái nón như là KYTTT cọt á, cái khoảng rộng giữa trên dưới và hai bên ngang á, nó đều vượt trội hơn. Ví dụ như là cái khoảng rộng này nè, của cái nón này nó đâu đó khoảng 13,5 tới 14. Còn cái khoảng từ bên đây chạy dài qua tới bên đây á, nó tới 35,5 hay là 36 đặng. So với cái nón FF800 á, thì từ trên xuống dưới đây nè, nó khoảng là 11,5 thôi. Và cái khoảng rộng này nó hơn 2 cm. Còn cái chiều ngang nè, cũng đâu đó hơn khoảng 1,5 tới 2 cm. Còn so với cái Yuhi 978 Plus đó, nó cũng rộng hơn rất rất là nhiều. Với một phần các bạn có thể để ý nè, cái miếng che mũi nó làm khá là ngắn, thì chắc chắn là cái chắn mũi này nó không có tác dụng quá nhiều đâu. Nhưng mà đổi lại á, nó sẽ cho cái góc nhìn thoáng hơn, mình không có bị chặn dưới đây. Ở đây thì mình ít quan sát, nhưng mà nó ít bị chặn á, thì nó cũng hơn rất là nhiều. Trong khi đó cái FF800 á, thì chắn mũi nó sẽ to hơn, nó sẽ chắn hơi thở, không có phà trực tiếp vào kính thì sẽ tốt hơn. Nhưng mà đổi lại nó sẽ hơi bị ngợp nha các bạn. Cái này thì cái tính năng cái kính này thì mình nói hôm bữa rồi, khoe nhiều rồi. Kính nằm ở trong á, xuống sâu nha các bạn, che hết tầm mắt luôn. Và đảm bảo 100% là đeo thoải mái với kính cận nha. Bật lên bật xuống, cảm giác tin tưởng, nó chắc chắn và cái nào ăn cái đó, chứ nó không có bị miss. Rồi, cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.